Vào nhà vắt cam người phụ nữ mất xe 80 triệu. Người phụ nữ dắt chiếc xe SH để trước nhà rồi tập thể dục, sau đó quay vào bếp để vắt đứa cam. Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trộm xe máy tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là bà TTT, 47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A. Theo đó, khoảng 8 giờ 45 ngày 9 tháng 3, bà T dắt xe máy SH ra trước nhà rồi tập thể dục, sau đó quay vào bếp để vắt nước cam. Khoảng 2 phút sau, bà T quay ra sân thì chiếc xe máy đã bị mất. Mỗi lần dắt xe ra tôi đều khóa xe, nhưng lần này quên khóa. Trước đó, có người đàn ông đã đứng trước nhà quan sát hồi lâu. Kiểm tra camera nên bà T thấy có hai nam thanh niên đi xe máy tới. Một người tiếp cận nhìn ngó xung quanh, rồi bước vào nhà kiểm tra một lượt, một hồi lâu. Rồi sau đó quay ra để chiếc xe xác đi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vụ việc đã được công an xã Vĩnh Lộc A tiếp nhận và đang điều tra. Được biết chiếc xe xác bà T mua được 1 năm, trị giá gần 80 triệu. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức camera cảnh giác nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.